Cát Phượng tên đầy đủ là Đỗ Cát Phượng, chị sinh ngày 15 tháng 5 năm 1970 tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và là một nữ diễn viên hài đất sở ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay. Cát Phượng không chỉ được khán giả biết đến qua các vai diễn trên sân khấu, phim ảnh mà còn phủ sóng trên nhiều chương trình giải trí. Nhờ lối diễn hài hước, tưng tửng có duyên, cũng chính tính cách giản dị thoải mái này mà chị được lòng khá nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz cũng như nhận được sự yêu mến của khán giả đủ mọi lứa tuổi. Mặc dù trên sân khấu Cát Phượng là người mang tiếng cười cho mọi người, nhưng ít ai biết được rằng sau ánh đèn đó, cuộc sống đời tư của nữ nghệ sĩ lại khá trắc trở. Nhiều lần Cát Phượng thừa nhận là ít bạn thân trong giới nghệ sĩ, nhưng khi gắn bó với mối quan hệ nào, chị đều dốc lòng ra để giữ gìn. Và sau 20 năm trong nghề nghệ thuật, Cát Phượng đã có được 4 mối tình thân đặc biệt. Đó là một phần không thể thiếu với chị, khiến cho mỗi khi nhìn lại đều phải dành sự ngưỡng mộ đặc biệt. Thì ngày xưa thì cũng diễn Thịt Phú Nhuận thôi. Cái tính của bà Cát rất là lạ kỳ. Đàn ông đẹp trai đối với Cát là chuyện nhỏ. Người đàn ông xấu trai càng tốt, nhưng là phải có tài và có duyên hơn nữa trong cái nghề này. Chanh với ông, cái lúc mà tập kịch, cái lúc đó ông Hòa còn kêu chị Cát là chị cái ngồi tập cái cười hoài, cười khích. Mối lương duyên đầu tiên của Cát Phượng phải kể đến chính là diễn viên Thái Hòa, anh kém nữ diễn viên 4 tuổi. Năm 2004, Cát Phượng và Thái Hòa kết hôn với nhau. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và diễn chung nhiều năm trên sân khấu kịch, tuy nhiên đến năm 2006, cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi quyết định đường ai nấy đi. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, Cát Phượng chọn một cuộc sống một mình nuôi bé Bom, con trai chung của cả hai, nhưng chị vẫn nhận được sự giúp đỡ của Thái Hòa trong suốt hơn 10 năm qua. Đến nay, mỗi khi nhắc về Thái Hòa, Cát Phượng đều cho biết cả hai vẫn chưa ngồi lại với nhau để nói chuyện như bình thường. Nhìn lại chuyện cũ, Cát Phượng cho rằng hào quang cho mình khán giả, nhưng lấy đi hạnh phúc lứa đôi khi đấy chị và Thái Hòa chia cách. Sự đơn độc ấy lớn đến nỗi, Cát Phượng không hiểu được những tổn thương của người đàn ông bị lép vế trước thành công của vợ. Mới đây sau chương trình Sau Ánh Hào Quang, có mặt cùng Cát Phượng và Trấn Thành, ca sĩ Phương Thanh là bạn thân của Cát Phượng, đã chia sẻ rằng Thái Hòa nhỏ tuổi hơn, chưa có vị trí và cái gì, bà cũng phải tự quyết nên mất đi nhuệ khí. Nữ diễn viên cũng từ đó thừa nhận rằng mình thích người ít nói, nhưng sự lặng thinh lại là nguyên nhân khiến cho chị không tìm được tiếng nói chung với Thái Hòa. Cũng vì quá căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân, không đối xứng, Thái Hòa đã tự giải thoát mình bằng cách trả lời vợ, viết đơn đi tôi ký. Cái mối hôn nhân này kéo dài trong bao lâu? Từ thời điểm mà quen nhau đi ăn sâu rồi luôn, nếu mà tính thời điểm đó nha, cho đến có con, cho đến là 4 năm. Đơn giản trong 4 năm. Tại lúc đó chị Phương Thanh, theo quan sát của chị thì chị thấy cái mối tình này là một mối tình đẹp hay là có nhiều vấn đề xảy ra? Về cái chuyện tình cảm này thì Phương Thanh nghĩ đó là một mối tình đẹp. Yêu nhau 4 năm để rồi chia tay trong chóng vánh, nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau. Nhưng mới đây Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì vó đoán vội vàng để phải ân hận mãi mãi. Cát Phượng run rẩy: cảm ơn Thái Hòa đã giúp đỡ tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều. Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh, để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn. Trong ngày cưới của Thái Hòa, bé Bom đã đến bên mẹ thỏ thẻ: mẹ ơi, ba Hòa cưới vợ rồi, mẹ đừng cưới chồng mà con bơ vơ. Sau sóng gió, Cát Phượng khẳng định vẫn rất thương Thái Hòa. Chị chia sẻ mình tự hào và hay khoe với con thành công của Thái Hòa. Nữ diễn viên vui vẻ đùa rằng, nhờ tan vỡ với tôi mà bây giờ Thái Hòa mới được hạnh phúc. Mặc dù đã ly dị, nhưng khi Thái Hòa cần sự giúp đỡ, kể cả vật chất lẫn tình thần, chị sẽ luôn sẵn lòng và ngược lại. Thế nhưng, cũng vì mối lương duyên không thành với Thái Hòa mà Cát Phượng nhiều lần thừa nhận, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của chị, khiến chị không bao giờ muốn lặp lại một lần nữa. Đi quay thì em biết rồi đó. Nhiều khi 3-4 giờ sáng là chuyện thường. Một mình chạy xe về thì lúc đó ông ngủ rồi, Bom thì ngủ nhưng mà nội tức quá thì hỏi, chị hỏi dựng đầu vậy hỏi mà ông là cái gì của tôi. Sau Thái Hòa, Cát Phượng tiếp tục có mối tình với đàn em Kiều Minh Tuấn kém mình 18 tuổi, diễn viên em chưa 18. Đến với nữ diễn viên cũng giống như cách của Thái Hòa,
Trong một buổi diễn tốt nghiệp, Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý của đàn chị với nét diễn duyên dáng. Họ lần đầu làm việc chung trong vở Cánh Đồng Bất Tận, khi Cát Phượng thủ diễn vai quan trọng, còn Kiều Minh Tuấn đóng vai diễn nhỏ. Sau cơ duyên ấy, Cát Phượng ngỏ ý mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình. Được lời như cởi tấm lòng, chàng diễn viên trẻ vô cùng hạnh phúc vì được theo đàn chị đi diễn để có tiền sống. Khi đến với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn luôn thể hiện mình là một người đàn ông trưởng thành và hiểu chuyện. Đó cũng chính là lý do mà Cát Phượng yêu mến anh hết mực. Cả hai cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ trước công chúng hay thể hiện tình cảm mặn nồng như ngày đầu tiên. Theo chia sẻ của Cát Phượng, bé Bom con trai cô cũng ủng hộ mối quan hệ tình cảm này. Nhưng để có một đám cưới trong tương lai thì tất cả còn phụ thuộc vào Cát Phượng, bởi cô là người hết mình trong tình yêu, ngay cả khi đã đường ai nấy đi, nhưng lại sợ sự đổ vỡ. Mà chị nhận cái câu nói là chị ơi, em yêu chị từ Kiều Minh Tuấn thì cái thời điểm hai người đã diễn với nhau được bao nhiêu lâu? Gần năm rồi đó. Nó lại một lần bị lặp lại, cũng giống như Thái Hoài đó. Mà cũng là hai người đàn ông nhỏ tuổi. Mà khủng khiếp nhất là ông Kiều Minh Tuấn, ông còn nhỏ hơn Trấn Thành một tuổi. Mới dễ sợ chứ. Cũng cái câu nói đó. Chị, em yêu chị. Đó là lời tỏ tình đầu tiên Kiều Minh Tuấn nói với Cát Phượng. Từng hạnh phúc và khổ đau vì câu nói ấy, cô Cát chết miệng phớt lờ. Thế nhưng anh vẫn không chịu thua. Anh nhắn tin tiếp cho chị: em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải là một đứa em. Sau 4 năm yêu nhau, Kiều Minh Tuấn còn mạnh dạn đề nghị: tôi không cần bà yêu vì tôi chăm sóc cho Bom. Hãy đến với tôi khi tình cảm bà chân thành nhất. Cát Phượng cho biết cách yêu của chị hiện khác xưa. Nếu khi quen Thái Hòa, chị lao vào như thiêu thân, còn bây giờ, Cát Phượng lại rất thận trọng, chậm rãi quan sát Kiều Minh Tuấn. Yêu nhau nhưng Kiều Minh Tuấn không muốn Cát Phượng công khai chuyện tình cảm vì sợ rung bão từ miệng người. Nam diễn viên tâm sự, khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tôi sẽ dắt bà lên thảm đỏ. Nói về sự chênh lệch tuổi tác, Cát Phượng dưng dưng khóc vì nghĩ mình đã quá bất công với Kiều Minh Tuấn, để cho anh phải sống với một người già hơn mình nhiều tuổi sau 7 năm yêu nhau. Cát Phượng từng đề nghị chia tay, Kiều Minh Tuấn vì càng vui rồi sẽ càng đau. Kiều Minh Tuấn lập tức phản kháng: đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói. Tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mà đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích. Hiện tại Cát Phượng cho biết chị và Kiều Minh Tuấn đã yêu nhau hơn 8 năm, họ sẽ không tổ chức đám cưới, nhưng cả hai đều mong chờ một đứa con chung. Sống bên cạnh Kiều Minh Tuấn, chị rất là hạnh phúc về mọi mặt. Kiều Minh Tuấn là người cho chị biết yêu là thế nào, biết suy nghĩ và biết lắng nghe là như thế nào. Chị thay đổi hoàn toàn một con người của chị bởi Kiều Minh Tuấn. Tại sao Tuấn làm được điều đó là bởi vì Kiều Minh Tuấn là một con người trầm tính, ít nói mà bản lĩnh ghê lắm. Thái Hòa và Kiều Minh Tuấn là hai mối lương duyên đáng nhớ nhất của Cát Phượng trong suốt 20 năm tham gia nghệ thuật. Còn trong tình bạn, chị cũng gây được ấn tượng khi biết có một người bạn thân suốt hơn 20 năm, đó chính là nữ ca sĩ Phương Thành. Đối với Cát Phượng, nếu phải sống mà không có tình bạn thì cuộc đời là vô nghĩa. Tất nhiên trong showbiz càng cần những người bạn như vậy để chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Cát Phượng từng chia sẻ, chị và Phương Thanh chơi với nhau từ những ngày đầu cả hai chưa từng nổi tiếng và cũng từng trải qua những thời gian khó khăn nhất. Cho đến bây giờ, khi mỗi người đều có chỗ đứng riêng trong VBiz, cả hai vẫn ở bên cạnh nhau để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và hoàn toàn không bị thị phi ảnh hưởng đến tình bạn. Hai người thường xuyên nấu cháo điện thoại đến mức nóng máy để tâm sự về công việc, cuộc sống và con cái. Phượng hồi tưởng lại những ngày còn đi hát cùng nhau, chở nhau trên chiếc xe đạp và ăn uống vỉa hè. Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi bạn thân nổi tiếng sau bài hát Trống Vắng và nhận được số tiền cát-xê đầu tiên. Thậm chí trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, Phương Thanh tiết lộ Cát Phượng đã từng rủ mình lấy chung một chồng. Thì ổng hỏi là em đang làm gì ở đâu, chị mới chụp cái tấm hình của anh Sang á, chị đưa vô. Vừa chụp qua trọng nói là hôm nay em quay cái Sau Ánh Hào Quang. Em nói cố gắng nha xã, về anh sẽ bù lại cho xã. Xin lỗi là tại vì anh không có tham gia được cái này. Chị là xã hả? Chứ là hay dùng chị là xã. Chị biết không? Nếu Phương Thanh là một người bạn đi cùng Cát Phượng hơn 2 thập kỷ, từ thuở cơ bản cho đến lúc thành danh, thì Hoài Linh lại là một người anh lớn mà Cát Phượng dành sự trân quý đặc biệt. Thậm chí Cát Phượng còn đứng ra tổ chức live show bán vé cho Hoài Linh mà không cần bất cứ đền đáp gì.
Cát Phượng chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn về mối quan hệ với Hoài Linh. Hồi tôi và Thái Hòa còn sống chung với nhau, có làm một album rồi mời anh Linh đóng. Anh cũng làm chung nhưng không lấy tiền. Đó là lần đầu tiên chúng tôi quen và gặp nhau. Kể từ đó, khi đi diễn, tôi cũng chào em, chào anh vậy thôi. Chúng tôi ít gặp, chưa bao giờ qua nhà nhau ăn cơm, chẳng tâm sự chuyện gì, nhưng kỳ lạ thay, anh ấy lại là người hiểu tôi nhiều và ghê lắm. Có duyên trở thành anh em thân thiết với nhau như thế, cho nên Cát Phượng luôn cảm thấy may mắn vì được quen với Hoài Linh. Cho đến giờ, mọi thông tin gì mới nhất về Nam Tinh Hải, Cát Phượng đều trực tiếp đứng ra thông báo và dàn xếp ổn thỏa. Với Cát Phượng, nghệ sĩ Hoài Linh không chỉ là một đồng nghiệp thân thiết mà còn là anh em tri kỷ khó tách rời. Đến với nhau, không chút vụ lợi hay tính toán thiệt hơn, chỉ vì duyên nên gắn kết.